Xin chào các bạn. Hôm nay Lang Thang Châu Âu muốn mời các bạn đến thăm một địa điểm. Nó có tên là Dendrological Garden. Nghĩa nôm na của nó là vườn nghiên cứu thực vật. Vườn thuộc sự quản lý của Viện Nghiên cứu Cây cảnh và Trang trí vườn, có nhiệm vụ thu thập và nghiên cứu các cái bộ sưu tập thực vật để bảo tồn và phát triển chúng. Vườn được thiết kế như là một công viên giải trí, nên nó cũng là nơi thu hút được rất nhiều khách tham quan, đặc biệt là vào mùa xuân. Vậy chúng ta hãy cùng đi xem nó có gì nhé. Xếp hàng vào cổng vườn hôm nay rất là đông. Buổi sáng cũng đông. Bác đỗ xe ở đây thì free dọc bên đường nhưng mà cũng ít chỗ đỗ lắm. Ôi vẫn đông nhỉ? Vẫn đông suốt từ sáng này. Xe xếp hàng dài. Vườn có diện tích tới gần 73 hecta và có tới gần 10.000 đơn vị phân loại thực vật khác nhau. Những bộ sưu tập thực vật quan trọng nhất ở đây đó là những bộ sưu tập về hoa đỗ quyên, hoa tử đinh hương, những cây táo cảnh. Ở đây cũng có rất nhiều loài hoa hồng leo cũng như là một số loài hồng cổ đặc biệt. Và điều quan trọng là khuôn viên và cảnh quan nơi đây rất là đẹp, nên du khách vào đây có thể vừa tham quan vừa thư giãn rất là tuyệt vời. Đây là tulip màu cam này, tulip đơn họ phối với những cái tulip bông kép. Tulip kép mà nhìn nó như những cái bông hồng ấy, đẹp quá. Đây là luống hoa tulip cao nhất. Cái cây cao của nó phải đến 60 cm. Cái này mình đếm xem bao nhiêu màu. 1 màu, 2 màu, màu cam này, màu xanh, 4, 6, 17, 18, 19, 20. 20 màu họ xen kẽ nhau. Các loại hoa được trồng từ củ như là hoa tulip, hoa diên vĩ, hoa thủy tiên, hoa loa kèn, vân vân thì cũng đã được sưu tập tới hơn 500 loài khác nhau về khu vườn này. Khóm này toàn những bông tulip đen đẹp quá. Nữ hoàng của các loài tulip đây. Thành phẩm của mình quá đẹp, quá tuyệt vời. Rồi. Đấy, chỉ một tí thôi đây nhá, hướng dẫn thôi này, quay gần này. Để bông hoa vào đây này. Xong rồi mình vòng cái cọng của nó qua đằng sau. Xong rồi là mình lại để cái gọng lại đây để cho nó lại có cái dây dài tiếp. Thế là tí nữa kết thúc là mình chỉ nối hai cái đầu vào là được một cái lẵng hoa rất là đẹp cho các em đội này. Thật điều tuyệt chưa? Vời. Cảm ơn cô Hà đã chia sẻ cách làm cái kết quả của cái vòng hoa đeo trên đầu rất là đẹp của Diệu Anh làm đây. Đáng yêu chưa? Trông Diệu Anh đúng là cô công chúa giữa thiên nhiên nhỉ? Yêu không? Đẹp quá trông nó. Như cái trong veo ấy. Mặt Diệu Anh đúng là rất thánh thiện, đáng yêu quá.
cái đường đi bằng cái cầu gỗ ấy, trông nó hòa với thiên nhiên đẹp không? Ôi trên kia cửa còn tạo cái dòng suối nữa kìa, mát mẻ đẹp quá cơ. Ôi hoa này là em nghĩ là thơm đây này, thích chưa này? Cái này giống như là hoa cẩm cù ấy, đúng rồi chị ơi, phải lan cẩm cù không? Không phải lan cẩm cù. Ủa thích quá này. Đây giữa rừng táo này nó có cái hoa bồ công anh vàng giữa cái thảm cỏ xanh. Cái táo này cái hoa nó rất là to, chùm hoa to. Mình bị mê mẩn ở cái góc này rồi, cái vườn táo như cảm giác như vườn địa đàng của Eva ấy. Đỗ quyên đã nở rồi đây. Đỗ quyên này lúc nó đang nụ ấy, thì cái màu nó phơn phớt hồng, nhưng khi mà nó nở thành bông rồi thì nó lại trắng. Theo như thống kê của trang web thì bộ sưu tập hoa đỗ quyên ở đây đã có tới 697 loài được tập trung về khu vườn này. Cây rất lạ, lá nó rủ xuống tạo thành cái vòm, cái hoa của nó như cái đồng tiền tròn tròn chùm xuống đẹp quá. Trong vườn có rất nhiều lối đi, mọi người không chỉ có thăm hoa tulip không đâu, mà ở trong cái góc này mình phát hiện ra một cái hàng cây hoa màu tím rất đẹp. Đây là một trong những loài hoa tử đinh hương nằm trong bộ sưu tập cũng vào loại khủng của vườn. Có tới đến hơn 360 loài hoa tử đinh hương các loại đã có mặt ở trong khu vực này. Cả nhà đã nhìn thấy cái màu hoa tím đặc biệt này không? Hàng cây hoa màu tím rất đẹp. Cái vòng cây mát rượi như thế này này. Đào nhật màu sốt sơ mi, ở đây còn là nơi chụp ảnh cho đám cưới rất đẹp. Ôi may quá mình gặp một cô dâu này với hai em bé phù dâu đang đi trong công viên này, yêu quá. Bên phía trái của công viên, khi mà mình vào cổng á, người một đường là đi thẳng thì rẽ về đến khu vực hoa tulip và hồ nước. Còn nếu mà rẽ sang bên trái thì mọi người sẽ thăm một cái khu có những cái hàng rào cây họ cắt tỉa rất đẹp, nó như là vườn mê cung ấy. Và trong này thì mỗi khu vực lại có một giống hoa, khu hoa thủy tiên này. Đây lại là khu hoa lavender. Mọi người hãy nhớ vào đây để chụp hoa oải hương vào tháng 7 nhé. Đó là những cái rẫy cây được cắt tỉa tạo thành những cái hàng rào, như là một khu vườn mê cung. Ở đây có cả một cái vườn hoa diên vĩ đủ các màu, rất đẹp. Màu tím và có một cái màu đỏ sẫm đẹp quá. Hoa diên vĩ vẫn khó cũng chưa thở. Màu này rất lạ này mọi người, đẹp quá. Nói đến hoa diên vĩ chắc nhiều bạn sẽ nhớ đến một bức họa nổi tiếng thế giới cùng tên là Hoa diên vĩ của danh họa Van Gogh. Khu vườn rộng lớn thì họ làm thành những cái vườn hoa nhỏ.
đây, ví dụ như cái khu vườn này có một cái hàng rào xinh xinh. Ở đây là họ nói là thành trồng thành những cái múi hoa, những cái bụi hoa, nó thành những cái bụi hoa san sát mặt đất này. Đây là cái hoa tím, nhi nhi tím. Sau đó cao hơn nó là các loại hoa lavender. Lavender thì chưa nở, chắc đến tháng 7 vào đây thì sẽ có hoa lavender nở. Lớn rất nhiều hoa đẹp nhưng mình không biết nó là tên hoa gì đây. Về chắc phải một buổi học về các giống hoa. Khu này chắc là khu hoa hồng leo đây. Các loại giống hồng leo, đúng rồi, mình đọc thì nói là vào tháng 7 thì ở đây là cái khu mà các cây giống cây leo. Thế họ làm rất nhiều giàn đây. Bây giờ thì chưa thấy có hoa, thậm chí còn nhiều cây còn chưa nảy mầm. Mình thử vào đây xem nhé. Chắc tháng 7 sẽ quay lại để ngắm hoa hồng ở trong cái khu này. Bộ sưu tập hoa hồng leo và hoa hồng cổ ở đây cũng vào thuộc diện vào loại khủng nhất của Cộng hòa Séc. Nó có tới hơn 370 loài khác nhau. Ngay bên cạnh đây là một quán cà phê giải khát. Mình có thể dừng chân để nghỉ ngơi, mua đồ uống ở đây. Này, họ đã làm những cái dàn gỗ. Và trên đấy, cả khu này sẽ là một cái bộ sưu tập về hoa hồng leo khổng lồ này. Mọi người nhớ đi vào đây nhé. Chắc một tháng nữa thôi, giữa tháng 6 thì cái khu vực này sẽ đầy hoa hồng này, sẽ nở rực rỡ hoa hồng. Con đường rất dài, lại phải đến 200 mét. Kia có một cái dạng hoa bạch tử đằng rất nhiều này, tử đằng tím. Mình sẽ tiến vào khu trong đấy đi, cho mọi người xem để có thể quay trở lại một chụp ảnh hoa tử đằng trong này. Thì có một cái dàn hoa tử đằng màu tím. Ngay dưới nó là có hàng ghế và một cái dãy hoa leo nữa họ làm dàn. Hai cái gốc tử đằng cổ thụ đẹp chưa này. Gốc và cuốn. Chắc lại phải quay lại đây để quay cái dàn tử đằng này quá. Mình mê cái tử đằng. Bây giờ thì nó chưa nở hết. Cái cổng vòm này với cái cây tử đằng, dàn tử đằng mình nghĩ là cũng là một nơi chụp ảnh tuyệt đẹp đấy. Khu vườn được sử dụng rất nhiều cho mục đích giáo dục và nâng cao ý thức công chúng. Ở đây cũng có tổ chức các cái tour tham quan, có thuyết minh, các cái buổi hội thảo về chuyên môn và các cái sự kiện mà tổ chức cho các gia đình, các trẻ em. Và ở đây hàng năm cũng hay tổ chức các cái triển lãm theo mùa, chuyên đề. Ví dụ như là vào tháng 5 mùa xuân này thì là có lễ hội hoa tulip. Hay đến tháng 6, tháng 7 thì có các sự kiện về hoa hồng, hoa lavender. Và chắc chắn rồi, đây là một địa chỉ để mọi người có thể đến mua đủ các loại giống hoa, cây cảnh cần thiết đầy đủ nhất để trang bị cho gia đình mình. Thôi mình may mắn thấy đi đâu cũng gặp cô dâu chú rể này đi chùa về. Đây đúng là một cái ao trong khu vườn Nhật Bản. Họ thả cả hoa súng. Khu vực sưu tập các loại cây lá kim và thông. Đây cũng là một bộ sưu tập lớn nhất của Cộng hòa Séc tập trung tại đây. Đủ các loại cây lá kim từ to đến cao. Có những tán cây như là cây bonsai. Cây rất hay. Nó rủ xuống. Có cái hình tự nhiên lạ lẫm như này. Mọi người thử tưởng tượng xem nó là những cái hình gì. Ở lối này vì mọi người đi ra hướng cái khu vườn hoa tulip, nhưng mà mình rẽ vào khu này. Đây các bạn nhìn này, giữa cái con đường cong một bãi cỏ xanh mướt và có một hai cái cây màu lá đỏ như lá của mùa thu, nhưng thực ra là mình lại gần thì nó là đang là một cái mầm non đấy, lá non. Sau không biết nó sẽ chuyển thành màu gì, nhưng bây giờ thì rõ ràng là nó là những cái búp non nhưng nó lại có màu đỏ như này.
như là màu đỏ của lá mùa thu. Và đằng xa là một cái bãi cỏ với hoa màu vàng. Trời ơi đẹp quá. Công viên không phải chỗ nào cũng trồng hoa, đây là một cái bãi cỏ. Để mọi người thấy một cái khoảng không rất là rộng lớn, có thể thư giãn và nghỉ ngơi. Rất nhiều lối đi trong cái công viên này, mọi người đừng bỏ qua nhé. Một buổi sáng trong lành sẽ tuyệt vời như thế nào khi bạn đứng giữa một cái cánh đồng cỏ, những cánh hoa đồng lội vẫn còn đọng hơi sương ban mai, tô điểm lên cái nền cỏ màu xanh. Tại đây trên một cái khoảng đất trống, người ta còn trồng cả những cái tảng đá rất lớn, mô phỏng gần như là Stonehenge của Anh vậy. Mọi người ơi, nếu mà đã đi vào khu này chơi thì mình khuyên là nên mang theo đồ uống, đồ ăn và nên dành cả một ngày đi chơi cùng một nhóm bạn hoặc là gia đình. Không chỉ chụp hoa mỗi khu hoa tulip đâu, mọi người hãy đi hết cả khu rừng. Mình thực sự là đi 2 ngày mới đủ để quay cái băng ở trong cái khu vườn này. Trước mình chỉ đắm đuối với cái khu hoa tulip và khu vườn ngoài kia. Và mình biết là còn cái khu rất rộng trong này nữa. Nên là hôm nay đi lang thang để đi khám phá hết cả khu vực này, chắc là phải đi một ngày mọi người ạ. Các bạn thấy khu vườn này thế nào? Xứng đáng để đưa cả gia đình đến đây trong một ngày nghỉ cuối tuần chứ. Vậy thì hãy lên kế hoạch đi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.